như cánh phượng hồng nghiêng nghiêng sắc đỏ. Những tiếng ve dân gian như những khúc nhạc buồn báo hiệu một mùa hè đang đến và một năm học nữa sắp khép lại. Năm học 2019-2020 sắp qua cũng là lúc các bạn nhỏ khối mẫu giáo lớn của trường mầm non AMI phải chia tay các cô, chia tay các bạn và mái trường AMI của mình để chuẩn bị bước vào lớp 1. Một chặng đường mới đang chờ đón các con. Chúc các con sẽ trở thành con ngoan, trò giỏi và luôn nhớ về môi trường AMI này nhé. Yêu các con! Cô Anh xin gửi tặng những lời chúc tốt đẹp nhất đến những em bé hạnh phúc của AMI. Chúc các con luôn luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Các con mãi là niềm tự hào của ông bà, bố mẹ và của các cô. Thế là một năm học đã sắp kết thúc. Cô Vân rất vui khi được đồng hành cùng các con trong những năm học vừa qua và nhìn thấy sự khôn lớn của các con. Cô và các con đã cùng nhau học tập, trải nghiệm, tham gia các hoạt động của ngôi trường AMI. Cô tin rằng đó là những kỷ niệm mà cô trò chúng ta sẽ không bao giờ quên. Vậy là cánh cửa mới đang chờ đón các con ở phía trước. Cô chúc các bạn nhỏ của cô sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy tự tin và chuẩn bị một hành trang thật tốt để bước vào một cấp học mới. Cô hãy chúc tất cả các bạn nhỏ luôn mạnh khỏe này, vui vẻ và lúc nào cũng là những em bé hồn nhiên, yêu đời. Khi nào mà nhớ AMI, các con có thể quay trở lại đây nhé. Các cô luôn chào đón các con bất cứ lúc nào đấy. Cô Hằng rất vui vì đã được cùng con trải qua một năm học mầm non đầy ý nghĩa. Những cô cậu học trò ngày ấy biết bao bỡ ngỡ, lạ lẫm, rụt rè này đã trở thành những anh chị học sinh cuối cấp. Năm học dưới mái trường mầm non không quá nhanh, không quá dài, nhưng đã để lại những dấu ấn và những kỷ niệm đầy tốt đẹp dưới mái trường này. Mỗi bạn tốt nghiệp hôm nay là một mặt trời nhỏ trong trái tim của thầy cô AMI. Các cô sẽ luôn dõi theo từng bước chân con, mong con thành công và nên người.